Bác sĩ ơi, người thì bảo 1 tuổi, người thì bảo 2 tuổi mới tẩy giun, vậy thông tin nào là đúng? Cái việc tẩy giun cho con nhiều khi tưởng chừng rất là đơn giản nhưng cũng làm cho các mẹ rất là băn khoăn. Người thì nghĩ rằng 1 tuổi là tẩy giun và người thì nghĩ rằng 2 tuổi mới tẩy giun. Nhưng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Y tế Việt Nam thì con 1 tuổi là các mẹ có thể tẩy giun cho con được rồi. Con em tẩy giun mà không thấy giun đâu, vậy có phải thuốc dởm không bác sĩ? Các mẹ thì nhiều khi sẽ thắc mắc là vậy mình cho uống thuốc tẩy giun mà không thấy giun đâu, vậy mình có phải là uống phải thuốc dởm không? Nhưng hầu hết thì các thuốc tẩy giun hiện tại thì đều tiêu hủy giun. Đấy là lý do mà các mẹ cho con uống thuốc giun mà không thấy giun theo phân. Bao lâu thì tẩy giun 1 lần hả bác sĩ? Uống thuốc nào cho an toàn ạ? Thông thường thì 6 tháng chúng ta có thể tẩy giun cho con 1 lần. Và có 2 loại thuốc giun an toàn với các con, đó là Mebendazole 500mg. Nó có dạng viên nén vỉ ngọt trái cây là cái loại rất là dễ dùng, hoặc là mình có thể dùng cái loại dung dịch, các trẻ cũng rất là dễ uống. Loại thứ hai là Albendazole 400mg thì thường nó chỉ có dạng viên nén thôi. Cả 2 loại trên thì các con đều có thể uống 1 liều duy nhất và uống vào bất cứ thời gian nào trong ngày, có nghĩa là không cần phải chờ. Còn ăn thật là no mới uống hay là lúc con đói con cũng có thể uống được bình thường.